Xin giới thiệu đến các bạn thêm hai cái mẫu bánh dành cho các bạn chế xe 4 bánh. Cái mẫu này là mẫu 205/10-10 hoặc là có thêm một thông số nữa là 18x8-10. Thì loại này có đường kính là 42 cm. Bản rộng là 20 cm. Đấy. Tim 4 con ốc này là 7 x 10,1, lỗ tâm là 70. Nói chung là những cái cầu 70 là có thể lắp được. Thêm một mẫu bánh nữa là 22 x 10-10, vành trắng sứ rất là đẹp. Tim ốc cũng 7 x 10, vừa cho những loại cầu phổ thông. Đấy. Con này thì đường kính to hơn. Con này là đường kính 52 cm và có bản rộng là 22 cm. Đây, bản rộng của nó khoảng 23-24 cm. Đấy. Cái dòng này làm ô tô thì rất là đẹp các bạn nhé. Những cái dòng bánh như thế này thì có thể là bánh xe sân golf, xe chở khách trong bệnh viện, xe du lịch các thứ, nói chung là đều rất là tuyệt vời. Đấy.